rồi, dừng lại. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực mùa thứ 6. Tộc trưởng ơi, đây là hai trái dừa nồng nàn hương vị. Xin kính cẩn chào ai, mời người tri kỷ nhậu trái dừa ngày nay cho tròn vẹn thâm tình. Hay quá. Tộc trưởng, mấy trái dừa đó chừng nào muốn uống đưa qua em nha. Để em nạo dừa. Đây, quý vị ơi, trong bộ tộc của chúng tôi lung là lung hết cỡ, mập là mập hết ga. Mà ngộ ha anh Béo. Sao? Anh em mặc đồ đàn ông hết á. Sao tự nhiên mình mặc cái đầm vậy? Mà con trai gì mà đầm mà còn cổ tim nữa. Không kỳ vậy. Nghệ sĩ kiếm tiền bằng nhan sắc, mà giờ nó hại nghệ sĩ mập hết, rồi lên làm nghệ sĩ luôn. Trời ơi, nó húp vậy. Ba mẹ nhà coi tivi nói sao? Con ơi, con làm gì mà gia đình không có gì để ăn hả con? Chén nhiều mà húp được. Đổ đi. Cái gì vậy? Trời ơi, làm chiếu chạm hố camera vậy Thám. Em thích chơi với người lớn lắm. Đúng rồi. Mấy người nhỏ này bồng bột lắm. Rồi, phản. Mình mà không gì mình là trời tru đất diệt. Không được. Phải Khánh, còn bồng bột Khánh. Làm gì thấy hai cái dây mình nặng không Khánh? Sao vậy? Tội ác được ghi thêm đó Khánh. Con thương không có giật được đạo. Chúng tự nhiên vậy đó. Nhưng mà nó đạo gì? Đạo đức giả hả Khánh? Đây miếng bò này đây em muốn mua. Rồi bài quá. Vì ngó tôi cũng thèm. Anh đây sẽ bán cho em liền. Một khi em ra giá đi anh bán liền. Đây món bò này đây bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Anh nói ngay bây giờ. Món này anh bán 6 triệu liền một khi. Trời. Không, mọi người không biết đâu, cái muỗng này nó cũng có vị ngọt thanh riêng của không nó. Không có cái chuyện đó, không có. Trời, ăn cái muỗng, ngậm cái muỗng mà tưởng tượng. Cái muỗng bằng cái ghế là được. Hả? Thôi à, cái ghế này ngọt lắm luôn á. Gỗ này cũng ngọt mà. Không có làm gì lát sóc dầm như nướng chết. Bây giờ anh đố ba đứa nè. Cuộc đời của anh Bèo với lại anh Tâm với lại anh Nhí là có ghét chung một con số. Đó là con số mấy? Con số. Số mấy? Em không biết. Đó chỉ là con số 4. Bị sắp xếp cái 4 cái ống hút dành cho 4 cái 4. Trời ơi, trời ơi. Không. Đây là mình giữ gì ơi. Trời ơi. Ủa ba người mà. Trời ơi, cái dấu răng mày nè dự. Dạ, đây là một cái tập mở màn của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Nhưng mà rất là xui xẻo là cái nhân vật tham gia chính của chương trình là có sự cố. Cho nên là em nghĩ là chắc là em phải lên để cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình, ủng hộ ekip chương trình. Rồi sẵn em mời sầu riêng cho các anh với mấy đứa em dùng thử. Quá ngon. Dạ. Quá ngon. Ê, cái này đâu có được. Bây giờ nhà đi có khác. Thôi đi, thôi đi. Hãy đứng yên. Hãy đứng yên đó. Thở đi. Thở. Trời ơi. Đạp đi. Đâu có đập. Đập ai trong đó. Nhà nó đã về nhà rồi, không còn gì để đập hết. Dứt lại. Chạy về. Trời. Không, đụng cái này thì chơi làm gì, phải là nguyên người qua. Qua mất rồi. Rồi, Trung Minh bị bắt, anh Công.